Một trong số này sẽ là Nissan và chiếc còn lại là Infiniti, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết. Nissan đã thực sự khởi động phân khúc xe điện dành cho người tiêu dùng tại Mỹ với chiếc hatchback chạy điện Leaf khiêm tốn của mình. Kể từ đó, nó được lặp lại trên nền tảng Leaf đó nhưng không đi xa hơn cho đến khi có thông báo về chiếc SUV Ariya EV sắp ra mắt. Bây giờ, Nissan đã thông báo trong một video giới thiệu trên web vào thứ Năm. Hãng sẽ ra mắt hai chiếc EV mới, một chiếc của Infiniti và chiếc còn lại là Nissan, cả hai đều được sản xuất tại Mỹ tại nhà máy của công ty ở Canton, Mississippi. Nissan không chính xác chi tiết về hai mẫu xe mới, nhưng chúng tôi biết rằng chúng gần như là sedan và chúng có kiểu dáng đèn pha và đèn hậu mới cho thương hiệu. Đó là về nó. Nhưng điều thực sự quan trọng hơn các chi tiết là Nissan dường như đang lấy lại rãnh của mình. Đặc biệt là trong những năm 1990, Nissan là một nhà sản xuất ô tô lớn mạnh. Nó có lẽ còn tập trung hơn cả Toyota hay Honda vào việc tạo ra các công nghệ mới và tìm cách triển khai chúng trên những chiếc xe mà người bình thường có thể mua được, và điều đó đang nói lên điều gì? Tua nhanh đến những năm đầu và giữa thời kỳ đầu, và phần lớn danh tiếng đó đã không còn nữa. Với việc công ty tung ra mẫu xe đáng quên sau mẫu xe đáng quên với những điểm sáng không thường xuyên như Leaf hoặc GTR. Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy Nissan suy nghĩ lại về một số sản phẩm cốt lõi của mình như Altima và Rogue và biến chúng từ những chiếc xe rẻ tiền thành những chiếc xe mà chúng tôi rất vui được giới thiệu. Chúng tôi thực sự vui mừng về Ariya, và trong khi Nissan đang làm việc với ngân sách hạn chế hơn Toyota, dường như họ quan tâm đến việc cung cấp các loại xe dân chủ hóa công nghệ và không còn chỉ là thức ăn cho đội xe cho thuê nữa. Ai biết được hai mẫu xe mới này sẽ như thế nào khi chúng đến nơi? Hoặc liệu mọi người có mua chúng hay không? Vì những ngày này, những chiếc sedan được công chúng mua xe quyết định không ủng hộ, nhưng đã đến lúc chúng ta phải phấn khích Nissan một lần nữa. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.